chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là quản lý của siêu thị Hàn Quốc Kora Shop 24 giờ. Như các bạn cũng thấy thì với cuộc sống hối hả ngày nay, từ áp lực công việc đến gia đình, đến tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta như nguồn nước và không khí đều bị ô nhiễm, dẫn đến tình hình sức khỏe của con người ngày càng sa sút. Không phải là ở những độ tuổi trung niên hay những người lớn tuổi chúng ta mới mắc các bệnh về xương khớp, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ đúng không ạ? Mà ngay cả khi chúng ta mới ở độ tuổi 20-30, đó là độ tuổi của tuổi thanh xuân, sức xuân rất là tràn trề mà chúng ta cũng đã mắc những căn bệnh đó rồi. Cùng với cuộc sống hiện đại đó thì con người cũng kèm theo sự phát triển của công nghệ rất là nhiều. Và công nghệ ở đây thì mọi người thường xuyên tìm kiếm những sản phẩm mà đến từ thiên nhiên làm sao để bảo vệ sức khỏe của chúng ta một cách toàn diện hơn. Và hôm nay thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn tới dòng sản phẩm tinh chất nước hồng sâm linh chi nhung hiêu Quy Plus của Hàn Quốc. Vâng, đây chính là hộp sản phẩm của chúng ta, các bạn có thể nhìn thấy phía bên tay trái của Ngọc Hoa. Vâng. Vậy thì tinh chất hồng sâm nhung hiêu linh chi Quy Plus có tác dụng gì đối với sức khỏe của chúng ta thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn ngay sau đây. Điều đầu tiên phải nói đến là khi chúng ta sử dụng tinh chất hồng sâm nhung hiêu linh chi Quy Plus, nó sẽ giúp chúng ta bồi bổ và phục hồi cơ thể, đặc biệt là những người mà thường xuyên phải lao động trí óc hay làm việc ở môi trường áp lực cao, những bạn đang trong thời gian mà thi cử bị áp lực công thi cử rất là lớn, thì khi chúng ta sử dụng nó sẽ giúp chúng ta giảm căng thẳng mệt mỏi, thư giãn thần kinh và giúp chúng ta tỉnh táo tập trung hơn. Điều thứ hai đấy là khi chúng ta sử dụng tinh chất nước hồng sâm linh chi nhung hiêu thì nhờ có thành phần nhung hiêu có trong sản phẩm, nó sẽ giúp chúng ta tăng cường chức năng gan và chức năng thận, đặc biệt là tăng cường việc thải độc cho gan. Khi mà chúng ta có một lá gan khỏe khoắn thì chị em phụ nữ của chúng ta không cần phải lo ngại rằng da của chúng ta hay bị mẩn ngứa này, hay bị mụn nhọt đúng không ạ, và da chúng ta sẽ trắng hồng đẹp hơn. Đặc biệt là không chỉ là giờ nhờ nhung hiêu mà các thành phần saponin có trong hồng sâm nó cũng sẽ giúp cho chúng ta làm giảm các vết nám, tàn nhang, đồi mồi và giúp cho chúng ta có làn da trắng hồng, mịn màng, sáng láng. Vâng, đối với nam giới thì khi chúng ta sử dụng sản phẩm nước hồng sâm linh chi nhung hiêu Quy Plus thì như Ngọc Hoa cũng đã nói là nó tăng cường chức năng gan, nên khi các anh thường xuyên phải tiếp khách, thường xuyên đi nhậu thì lá gan của chúng ta sẽ rất là yếu đúng không ạ? Vậy thì khi chúng ta sử dụng lá gan của chúng ta sẽ khỏe hơn. Khi chúng ta có một lá gan khỏe hơn thì tất cả bộ phận trong cơ thể của chúng ta cũng sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Điều thứ ba đấy là khi chúng ta sử dụng nước hồng sâm linh chi nhung hiêu Quy Plus sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu tốt hơn, nên điều trị được các chứng như đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, rối loạn tiền đình hay thiếu máu não, giúp chúng ta có một giấc ngủ ngon giấc hơn. Đối với ông bà cha mẹ của chúng ta đó là một điều rất đáng quý ạ. Và nhờ có thành phần linh chi có trong nước hồng sâm linh chi nhung hiêu Quy Plus, nó sẽ giúp chúng ta hỗ trợ điều trị đối với những người bị tiểu đường, điều tiết cái lượng insulin trong máu và giúp chúng ta ngăn ngừa cái sự phát triển của tế bào ung thư, hỗ trợ phòng ngừa bệnh ung thư một cách hiệu quả nhất. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của sản phẩm tinh chất nước hồng sâm linh chi nhung hiêu Quy Plus. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng một cách hiệu quả và đúng nhất thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn ngay sau đây. Vâng, thưa các bạn, đây chính là sản phẩm tinh chất nước hồng sâm linh chi nhung hiêu Quy Plus của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy phía góc dưới bên phải của sản phẩm chính là những cây hồng sâm linh chi và một chú hiêu ạ. Một hộp này thì gồm có 30 gói, mỗi gói là 50ml các bạn nhé. Và đây cũng là một trong những sản phẩm được tập đoàn Samsung bảo trợ. Phía mặt đằng sau của hộp thì chúng ta sẽ thấy gì ạ? Đây chính là phía mặt đằng sau của hộp. Thì nó có đầy đủ tất cả các thông tin về thành phần cũng như là cách hướng dẫn sử dụng, bảo quản và các thông tin của nhà sản xuất. Ngoài ra thì góc phía bên trái bạn sẽ nhìn thấy được lô sản xuất cũng như là hạn sử dụng. Bên cạnh đó thì sẽ là mã vạch để chúng ta có thể kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Phía trên và phía dưới của sản phẩm đều có tem dán niêm phong trực tiếp của nhà sản xuất, có in hình hoa và các cái chữ của nhà sản xuất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng Ngọc Hoa mở hộp này ra nhé. Phía bên trong thì sẽ gồm 6 hộp nhỏ như thế này ạ. Vâng. Và mỗi hộp nhỏ của chúng ta thì sẽ có 5 gói các bạn nhé. Và mặt đằng sau của hộp thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy được đầy đủ thông tin về sản phẩm. Chúng ta sẽ cùng bóc ra nhé.
Đây chính là 5 gói của chúng ta. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy mỗi một gói thì sẽ gồm có 50ml và cái hạn sử dụng sẽ được dập chìm ở phía góc bên dưới của túi. Vậy chúng ta sẽ uống như thế nào ạ? Mỗi một ngày chúng ta sẽ uống một gói này sau ăn 30 phút và từ 3 giờ chiều trở đi thì các bạn không nên uống. Đặc biệt là những phụ nữ đang mang thai hay là đang cho con bú thì cũng không nên sử dụng. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng sản phẩm tinh chất nước hồng sâm linh chi Nhung Hiêu Quick Plus. Khi các bạn đến với siêu thị Hàn Quốc Kura Shop 24 giờ, chúng tôi luôn luôn có những cam kết chính sách rõ ràng dành cho khách hàng. Điều thứ nhất, đấy là bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng. Nếu như bạn đang ở nội thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi bạn đặt hàng. Nếu như bạn đang ở ngoại thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 3 ngày kể từ khi bạn nhận hàng. Và đặc biệt, đấy là khi bạn nhận hàng thì bạn hoàn toàn được phép kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán. Điều thứ hai, đấy là siêu thị Hàn Quốc Kura Shop 24 giờ cam kết với khách hàng trong vòng 7 ngày kể từ khi bạn nhận được hàng thì bạn hoàn toàn được phép đổi trả hàng nếu như bạn phát hiện ra sản phẩm mình nhận được không đúng với những gì video Ngọc Hoa đang nói. Ngọc Hoa xin nhắc lại, đó là bạn sẽ được đổi trả hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận hàng nếu như bạn phát hiện ra sản phẩm mình nhận được không đúng với những gì video Ngọc Hoa đang nói. Điều thứ ba, đấy là tại siêu thị Hàn Quốc Kura Shop 24 giờ chúng tôi luôn luôn có một đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình. Chúng tôi sẽ không chỉ tư vấn cho các bạn cách làm sao để sử dụng sản phẩm tinh chất nước hồng sâm linh chi Nhung Hiêu Quick Plus sao cho hiệu quả hay công dụng của sản phẩm, mà nó còn chi tiết hơn là về chế độ dinh dưỡng cũng như là cách tập luyện như thế nào để phù hợp với tình hình sức khỏe của bạn hay người thân trong gia đình tại thời điểm này. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm tinh chất nước hồng sâm linh chi Nhung Hiêu Quick Plus, các bạn hãy kéo xuống phần dưới video, kích vào đường link tại đó bạn sẽ truy cập được ngay vào website Kura Shop 24 giờ và bạn có thể đặt mua hàng ngay tại website, hoặc hãy gọi điện theo số hotline của chúng tôi là 0904 363 985. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn chi tiết hơn về sản phẩm nước hồng sâm linh chi Nhung Hiêu Quick Plus cũng như là các chế độ dinh dưỡng và cách tập luyện sao cho phù hợp với sức khỏe của bạn cũng như người thân trong gia đình bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin kính chúc bạn cùng toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an.